Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp anh Vinh. Anh qua lựa một sợi dây hỏa tiễn ống đồng nha. Dây hỏa tiễn ống đồng nè. Rất là sáng luôn. Bông dây này là dài 6 thất quý khách ha. Sợi dây này là gần 2 lượng mốt. Anh còn lựa thêm một cái lắc đây. Lắc hàng rào thương hiệu nha. Ba thẻ logo nè, logo thương hiệu. Rất là sang luôn. Lắc này là 1 lượng rưỡi nha. Anh lựa cho bé nhà hai cái dòng chân nữa. Anh Vinh đây đeo luôn nha. Đeo tay nào. Dây đeo luôn nha. Quá trời sang luôn. Đây. Rồi cho em mở tay thử. Rồi. Hai cái dòng này là em để hộp cho anh nha. Tổng bộ này của anh Vinh là 135 triệu. Em gửi cảm ơn anh ạ. Em xin kính chào quý khách hàng thân yêu của tiệm vàng Kim Thành Thảo. Trưa hôm nay thì Kim Thành Thảo là có lộc của chị Hân ha. Chị là mua ủng hộ tiệm rất là nhiều luôn quý khách. Thì hôm nay là lại đến ủng hộ em hai mâm sản phẩm. Rất là đẹp nha. Cái này là mẫu về là em giới thiệu mẫu mới chị, em mua hàng dễ thương lắm. Đây, hôm nay là chị chọn một cái lắc khoen lọc giả đúc ha. Form này thì phải nói là xuất sắc lắm luôn ý nha. Trọng lượng thì từ 3 chỉ trở lên nha quý khách nha. 3 chỉ cho đến 3 cây, 2 cây, 5 cây gì cũng có nha. Đó, móc máy hai mặt luôn. Hai mặt móc máy kiểu khác luôn nha. Cái thành của nó nè, có dát thương hiệu nha. Đó, dát logo. Form đẹp quá chừng. Lắc khoen lọc này là một cây 8 vàng. Rồi, khoen lọc đôi nè quý anh chị. Cái này là dạng hai hàng khoen lọc đó. Nó lọng một đường biên tim giữa nha. Cũng là cắt máy luôn. Đó, form ngoài thì nó là bào. Này, khoen lọc đôi ha. Dạng này thì cỡ khoảng cây 2. Rồi, một cái lắc ống rồng xích nha. Xích ống rồng nè. Này, lắc này thì cỡ khoảng là 5 chỉ, 6 chỉ nha quý khách nha. Rồi, hai cái dòng thương hiệu nè. Cái này dạng lọng bi. Rồi cái này là có cả bộ luôn cũng được nha quý khách nha. Xinh lắm. Đó, sang cực kỳ. 6 chỉ máy nè. Chị lựa là đa số là nghiêng về móc máy Ý là nhiều. Tại vì cái hàng móc máy Ý đeo là nó sáng hoài, bền lắm. Ít hộ thì sợ, ít sợ rớt. Quý khách ơi, con rùa cưng lắm nè. Con rùa dễ thương gì đâu ý. Nhà em có đủ màu luôn nha. Ai kêu Thành Thảo là đi đầu tiên phong mấy cái mẫu này nha. Em đặt riêng về luôn đấy. Thị trường ví dụ nó có dầm nhưng mà riêng em là em đặt thêm nhẫn bông mặt luôn. Có cả bộ cho quý anh chị luôn. Cưng lắm, cho mấy bé là cho mấy chị về nhí nhảnh á, đeo cưng nè. Đó, cái này là có đủ màu đeo phong thủy được luôn. Rồi, và siêu phẩm cuối cùng là một đôi bông dễ thương. Nhỏ, cưng nghe không, thương hiệu nha. Dọn tầng ten rơi rơi nhẹ nhẹ thôi. Đó, rất là xinh. Rồi, tất cả những sản phẩm hôm nay chị Hân mua ủng hộ tiệm thì 170 triệu nha quý khách nha. Đó. Cảm ơn chị yêu, hôm nay đã đến ủng hộ em nha. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp gia đình chị Chi. Đây gia đình chị lựa rất là nhiều món trang sức luôn nha. Cho em xin giới thiệu đây là vàng nữ trang 980 ha. Chị lựa một cái lắc hoa nè. Rất là đẹp luôn. Lắc hoa này là 2 lượng rưỡi nha. Thêm một cái nhẫn nữa. Nhẫn đây là 1 lượng rưỡi. Nhẫn chữ Phước nha. Rồi tổng bộ này là 205.600.000 nha. Rồi đây là tất cả đây là vàng công ty 610. Chị lựa một sợi dây khoen lật mẫu móc máy 5D nè. Móc máy hai mặt luôn, dây này em về đủ trọng lượng luôn. Dây này 2 lượng, em có từng lượng luôn ha. Một cái lắc. Lắc hàng rào ba thẻ. Thẻ đây là thẻ con cọp. Một đôi bông tai logo thương hiệu mà đây là bông bi nha, bông bi xi 3 màu. Và một đôi toàn ten dạn kích thôi nữa. Đây. Còn đen dạng kết thôi đây. Mỗi bông này là gần 1 chỉ quý khách ha. Đây móc máy rất là sáng luôn. Cái dạng gợn sóng là rất là cưng luôn. Rồi. Thêm đây là một cái nhẫn hộp trà. Đây đây em về nhẫn hộp trà này rất nhiều nha, đủ kiểu luôn. Hộp trà Pháp quý khách nè. Cái hộp lấp lánh luôn á. Nhẫn này là 2 chỉ hơn ha. Một cái mặt con vịt quá cưng. Đây em về mặt lại là mặt đủ 12 con giáp luôn quý khách ha. Để mà đeo phong thủy tài lộc luôn. Rồi tổng bộ trang sức hôm nay là gia đình chị Chi ủng hộ bên em đó là 450 triệu nha. Rồi em gửi gia đình mình, cảm ơn chị ạ. Rồi em gửi, cảm ơn chị ạ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Anh Thảo ạ. Sáng nay là em đón tiếp chị Tính. Chị qua lựa rất là nhiều món trang sức luôn ha. Một sợi dây vàng công ty 610 nha. Một đôi bông cái lắc. Này đủ thứ luôn. Này đây là dây xoắn lá nha. Lựa dây xoắn lá với thêm cái mặt cái thoi tắm nữa.
Dây với mặt này là 3 triệu khách ha. Một cái nhẫn kim tiền đeo phong thủy tài lộc nè, kim tiền mất mấy bảng ha. Một đôi bông tai đây, nguyên bộ rất là đẹp luôn. Rồi chị còn lựa thêm cái lắc vàng nữ trang 980 nữa. Đây lắc 24 vàng. Đây dạng lắc bảng xương cá ha. Một cái nhẫn nam, đây em về mỗi nhẫn nam có hộp đá nha. Dạng cái thôi mạo chấu bao hết hộp nha, rất là đẹp luôn. Màu màu trà. Chị tính đeo nào em đeo vào? Em nhẫn. Em nhẫn không? Không, chị cắt, chị có đeo rồi. Tổng bộ. Dạ em xin kính chào quý khách tiệm vàng Kim Bình Thảo ạ. Trưa nay là em đón tiếp chị Thu. Chị Thu lựa những món trang sức bên em nè. Đây là tất cả là vàng công ty 610 quý khách ha. Chị lựa một dây ép bính. Đây. Dây ép này là 9 bính nha. Trọng lượng là 1 lượng 1. Đây dây này dạng dây mềm, đeo rất là êm cổ luôn. À, một cái nhẫn bi, nhẫn châu bi. Nhẫn này là 2 chỉ 3. Và một đôi bông tai nè. Đây, bông tai đen này là mẫu móc máy xi 2 màu quý khách ha. Bông dạng bông phen, móc máy xi 2 màu, bông này là tầm 1 chỉ hơn. Em đeo cho chị Thu nha. Này rất là sàn luôn, em bận tay người đẹp đi em đeo luôn cha, đeo bông luôn nha. Chị Thu gần đây không? Đây chị xa lắm, ở Long An. Ở Long An hả? À, đó chị đẹp luôn. Vàng bên em á là vàng công ty á, sau này mình muốn đổi mẫu là vàng đổi ngang bù tiền công thôi, không bù trên lệch vàng chị ha. Và địa chỉ tiệm em là ở 209 Tân Hương, phường Tân Quý, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh nha. Em xin kính mời quý khách ghé tiệm em nha. Rồi, em gửi chị, cảm ơn chị Thu nhiều ạ. À. Em xin kính chào quý khách hàng tiệm vàng Kim Thành Thảo ạ. À, chiều hôm nay thì Kim Thành Thảo xin được giới thiệu cho quý khách hàng xem 2-3 bộ đồ bộ nha. Thì 3 bộ đồ bộ này thì em mới đặt riêng về cho một khách hàng ở Tiền Giang. À, gia đình của anh Khải thì hôm nay là ủng hộ em ba bộ dòng này ha. Đây cái này là hàng em đặt riêng cho khách hàng của em, rất là đẹp nha quý khách. Cái bộ thương hiệu này á, là trên thị trường là có đủ thương hiệu luôn nha. Này chữ H ha, em làm 2 bộ như vậy, một bộ là niên 52 còn bộ là niên 54. Đó, đặt riêng nha quý anh chị. Đó, rất là đẹp, đặt theo ý của khách, sang lắm luôn nha quý khách nha. Đây một bộ như vậy, một bộ nó gồm là dòng nhẫn mặt và bông tai. Đó, một bộ dòng này dao động là cỡ khoảng 1,5 cây vàng nha, 1,4 cây vàng nha quý anh chị nha, xuất sắc quá trời luôn, rất là đẹp. Hai bộ như vậy nha. Rồi tiếp theo là một cái bộ thương hiệu luôn, mẫu này thì cũng là hàng mới luôn nha. Đây quá đỉnh luôn nha quý anh chị. Cái hàng này nó thêm một cái nữa là làm dắt kim tiền lên đó. Này phong nhẫn đeo ôm tay đẹp lắm, mặt nè và cả đôi bông tai nữa quý anh chị, công bạc nha, đeo ôm tay không có bị hôi tai nha. Đây một bộ như vậy là 1,3 1,4 vàng, rất là sáng luôn. Bộ này ni 54 nha, thì bộ thì cỡ khoảng là từ ni 48 đến ni 58. Còn mấy chị nào mà ni to hơn nữa vẫn có thể đặt được nha, em sẽ vẽ khuôn cho anh chị luôn. Đây xuất sắc, tổng 3 sản phẩm mà ba đồ bộ mà hôm nay gia đình của anh chị ở Tiền Giang mua ủng hộ tiệm vàng Kim Thành Thảo thì có giá trị là cỡ khoảng 175 triệu, là 3 bộ này là dao động là cỡ khoảng 4 cây vàng 4,5 cây vàng nha quý khách anh chị nha, rất là đẹp luôn. Em rất là cảm ơn gia đình của anh Khải ở Tiền Giang, cảm ơn gia đình mình hôm nay đã đến ủng hộ tiệm ạ. Và rất mong là quý anh chị là dành chút thời gian quý báu để lên tiệm để tham quan, còn mua sắm thêm nhiều mẫu nữa ha chị ha. Em cảm ơn rất là nhiều ạ.